chị nào lấy thì các chị để số điện thoại cho em là bộ K9 kèm số điện thoại nhá. Bộ K9 bao gồm một đôi bông tai, một dây chuyền kèm mặt và một lắc tay thế này, giá niêm yết đang là 1.350.000. Nhưng hôm nay ở trong livestream này em sẽ chi ân mình luôn với giá chỉ còn 299.000 một bộ ba sản phẩm như thế này. Chất liệu làm bằng vàng non cao cấp, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Chi ân cho 50 chị đến 100 chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại là bộ K9 kèm số điện thoại cho em. 299.000 bao gồm một dây chuyền kèm mặt này, đấy, đá rất là sáng này, một đôi bông tai này và một lắc tay luôn ạ. Giá 299.000 và tiền ship là 30.000. Chất liệu vàng non cao cấp, bao giặt máy giặt thoải mái không bị hoen sỉ luôn nhá. Bảo hành trọn đời cho chị em mình sử dụng luôn. Anh chị nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em là bộ K9 kèm số điện thoại. Đây em sẽ soi kỹ cho chị em mình luôn này. Đây, dây của nó rất là sáng và rất là sang như này, đá rất là sáng như này. Đây là dây chuyền kèm mặt này, một đôi bông tai này và một lắc tay ạ. Lắc tay của nó đây nhá. Đấy, quá đẹp quá sang, chất liệu vàng non cao cấp, giá chỉ còn 299.000 một bộ ba sản phẩm như thế này. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Chị nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em là bộ K9 kèm số điện thoại, nhân viên của em sẽ gọi điện lại tư vấn cho mình nhá. Nhanh tay, chỉ chi ân cho 50 đến 100 chị thôi, nên là chị nào lấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em là bộ K9 kèm số điện thoại. 299.000 bao gồm một dây chuyền kèm mặt, một đôi bông tai và một lắc tay, chất liệu vàng non cao cấp, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đấy, chị nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em là bộ K9 kèm số điện thoại cho em nhé. Bảo hành trọn đời cho chị em mình sử dụng này, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em này, và chất liệu của nó bằng vàng non cao cấp luôn, không bị hoen sỉ, giặt máy giặt tắm rửa thoải mái, đeo